Cặp song sinh đẹp nhất thế giới hé lộ lý do thu hút hàng triệu người, kiếm hàng triệu đô la mỗi năm. Lia Rose và Ava Marie được mệnh danh là cặp sinh đôi đẹp nhất thế giới. Từ khi mới chào đời, cặp chị em này đã làm mưa làm gió, thu hút sự chú ý của nhiều người bởi nhan sắc xinh đẹp, đôi mắt cuốn hút tựa nữ thần. Lia Rose và Ava Marie là hai chị em sinh đôi cùng trứng, sinh ngày 7 tháng 7 năm 2010 tại California. Hai cô bé được trời phú cho vẻ ngoài xinh xắn, khiến ai cũng suýt xoa ngưỡng mộ. Sau 13 năm, cặp song sinh đẹp nhất thế giới người Mỹ Ava và Lia giờ đã trưởng thành, nhan sắc vẫn đẹp như tạc tượng, cả hai cũng nổi tiếng trong làng mẫu. Ngay từ khi còn nhỏ, thu nhập của cặp chị em này đã chạm mốc con số khủng. Họ thu được hàng triệu đô la mỗi năm nhờ các hợp đồng quảng cáo, khiến nhiều người không khỏi ganh tị và ngưỡng mộ. Có thể nói ở độ tuổi khá nhỏ, rất hiếm có cô bé nào có thể làm được điều này giống như Lia Rose và Ava Marie. Được biết, thời gian đầu khi bước chân vào nghề mẫu, gia đình của cặp song sinh nhận rất nhiều ý kiến trái chiều. Bấy giờ, cộng đồng mạng cho rằng hai bé còn quá nhỏ để lao động, sớm phải tiếp xúc với váy vóc, mỹ phẩm sẽ phần nào làm mờ nhạt đi tuổi thơ của các em. Mẹ của cặp song sinh lên tiếng cho rằng bản thân chưa bao giờ ép các con phải làm điều con không thích. Ngược lại, theo đuổi con đường làm mẫu chuyên nghiệp là điều yêu thích, xuất phát từ niềm đam mê của các con. Gia đình chỉ ủng hộ và tạo mọi điều kiện để hai cô con gái theo đuổi. Ban đầu, khi hai chị em vừa đủ một tuổi, mẹ Ava và Lea đã nghĩ đến việc cho hai con tham gia vào công ty người mẫu. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng thì cô đã từ bỏ ý định đó, bởi cho rằng hai con gái còn quá nhỏ để bắt đầu theo đuổi sự nghiệp làm mẫu. Thỉnh thoảng cô chỉ nhận những hợp đồng chụp ảnh ngắn hạn cho hai con. Mãi cho đến năm 2017, khi Lea Rose và Ava Marie tròn 7 tuổi, mẹ của cặp song sinh đã lập tài khoản Instagram riêng cho cặp con gái xinh đẹp. Gần như ngay lập tức, những bức ảnh đẹp tựa thiên thần bước ra từ trong tranh của cặp chị em đã trở thành một cơn sốt, thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Cũng từ đó, các công ty quảng cáo và người mẫu bắt đầu ráo riết săn đón. Sự nghiệp dấn thân vào con đường làm người mẫu chuyên nghiệp của Lea Rose và Ava Marie cũng từ đây được thực hiện hóa. Việc Lea Rose và Ava Marie có niềm say mê với nghề mẫu cũng phần nào chịu ảnh hưởng từ mẹ và anh trai của cả hai. Được biết, họ cũng là người cá nhân nổi tiếng trên mạng xã hội, có nhan sắc và gu thời trang cực đỉnh. Đặc biệt, anh trai của hai cô cũng là một mẫu nam nhí thành công trước đó. Với lượng người theo dõi ngày càng tăng vọt trên tài khoản Instagram, cặp chị em song sinh đã khẳng định được sức lan tỏa đến chóng mặt của mình. Độ nổi tiếng đã giúp Lea Rose và Ava Marie xuất hiện thường xuyên trên khắp các mặt báo thế giới, có cơ hội hợp tác với nhiều nhãn hàng đình đám về thời trang, phụ kiện cho trẻ em. Với hơn 1,4 triệu người theo dõi trên Instagram, Lea Rose Clement và Ava Marie Clement đã chính thức trở thành cặp song sinh có số lượng follower nhiều nhất mạng xã hội. Dù chỉ mới 9 tuổi, nhưng hai chị em đã có kinh nghiệm chụp hình quảng cáo cho các tạp chí thời trang và nhãn hàng nổi tiếng trên toàn thế giới như Crocs, San Castro Magazine, Target, Resist Kids. Mỗi năm, Ava và Lea có thể thu về hàng triệu đô la nhờ các hợp đồng quảng cáo. Đây là một mức thu nhập cực kỳ khủng, nhất là khi người kiếm ra tiền mới chỉ là học sinh tiểu học. Mặc dù công việc người mẫu khá bận rộn, mẹ của cặp song sinh vẫn đảm bảo việc học cho cả hai con ở trường, chỉ sắp xếp các buổi chụp ảnh vào cuối tuần hoặc sau giờ học để những đứa trẻ không phải bỏ dở sự nghiệp học hành. Người mẹ trẻ này cũng nhờ tới sự giúp đỡ của các thầy cô giáo ở trường để đảm bảo kiến thức cho Ava và Lea.